Rồi, chào mừng anh em đến cái video tiếp theo này của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với anh em một cái vấn đề mà anh em đang đi xe là băn khoăn rất là nhiều. Mình gặp rất là nhiều luôn trong các hội nhóm, hay mình lướt qua mình thấy các bạn bài đăng, các bạn hỏi hoặc là các bạn điện thoại cho mình. Rồi các bạn hỏi ở anh ơi, xe em hao, tại sao hao xăng quá, rồi em làm hết rồi mà nó vẫn hao xăng, thì do đâu? Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho anh em cách mà anh em có thể nhận biết được rằng xe mình nó có hao hay không, và tại sao nó hao, và nó hao như thế nào, và do đâu nha. Rồi, cái cách đầu tiên là anh em mình nói về xe các bạn còn mới đi, xe mới. Thì cái xe mới bây giờ các bạn thấy là nhà sản xuất họ để cho các bạn là 1 lít 9, 2 lít 100 cây, 2 lít 1 gì đó, nói chung là tùy theo cái mẫu xe nó sẽ để thông số vậy. Cái thông số đó là nhà sản xuất chỉ tôi gọi là con số để tham khảo thôi các bạn, nó chỉ là thì dựa theo cái địa hình thử nghiệm thôi, nó là vậy chứ không phải lúc nào nó cũng được như vậy, hoặc là có lúc nào nó không được như vậy. Nên có nhiều bạn mua xe mới, các bạn điện thoại cho mình nói anh ơi, xe em mới mua được có 2.000 cây à, xe em chạy được có 4 mấy ngàn lít rồi anh, 42, 43 cây à. Cái mình mới hỏi bạn là mày chạy ở đường Sài Gòn hay là đường nào, nói mà em đi đường Sài Gòn, thì nói thiệt xe mới mà đường Sài Gòn vậy thì đúng rồi. Tại vì các bạn nên nhớ rằng như thế này, cái xe tay ga khi các bạn hạ ga lên, bạn hạ ga lên xuống liên tục là nó sẽ hao xăng, và nó hao thêm ở cái chỗ là các bạn kéo hết ga, các bạn kéo miết hết ga luôn á, bạn lên hết ga luôn á, ga đường trường các bạn đu lên 90% á, nó cực kỳ hao xăng. Nó chỉ tiết kiệm xăng khi các bạn giữ điều ga thành khoảng cách từ 40 đến 60, bạn giữ cái điều ga thì xe nó sẽ ít hao xăng hơn. Còn các bạn kéo lên mạnh thì cái phun nó phun nhiều, còn các bạn mà dừng lên thì nó phun nhiều để nó lấy đà thì nó sẽ hao xăng. Đó là cái hao đầu tiên. Cái đó là hao đúng địa hình, nên nó gọi là hao theo cái là địa hình sử dụng. Đó chứ không phải là cái xe các bạn phải muốn ở đi trong đường Sài Gòn, đường về em muốn chạy 50 cây, 60 cây lít. Nó rất là khó có thể như vậy. Rồi, đầu tiên bỏ ra xe mới nha, còn xe cũ các bạn đi lâu rồi thì các bạn nói là giờ anh ơi, em vệ sinh kim phun bộ bình xăng con, hồng ga bù đốt rồi, em thay lọc gió rồi, thay bugi mới rồi, em làm nồi rồi, mà sao em chạy em cảm thấy nó hao xăng. Cái chữ cảm thấy hao xăng này tôi gặp rất là nhiều bạn điện nghe chưa, điện hỏi tôi cái từ mà em cảm thấy hao xăng, bạn cảm thấy như thế nào, bạn này để em mang qua cho kiểm tra, mang qua tới đây. Rồi ok, cái dịp đầu tiên là tôi mở con bugi của bạn ra đầu tiên nhất. Tôi mở cái bugi ra để coi bugi các bạn nó đen hay nó đỏ hay nó bị sao. Thì tôi mở con bugi của bạn ra thì cái màu nó đỏ giống như cái màu gạch tôm vậy đó. Nó đỏ, bugi nó đỏ hỏn luôn. Rồi, xong rồi tôi đặt câu hỏi cho các bạn. Em chạy thì lít xăng bao nhiêu cây mà em nói hao. Nó em đổ đầy bình xăng em chạy được có 150 cây à. 155 cây à. Cái tôi hỏi thêm câu nữa, đổ đầy bình xăng của các bạn là đầy bình xăng là bao nhiêu tiền? 50 ngàn đầy bình xăng, 50 ngàn nó chỉ có 2.5 lít xăng thôi, mình tính trung bình 2.5 lít xăng thôi anh em, 2.5 lít xăng mà chạy 155 cây để anh em chia giùm mình coi 1 lít xăng chạy bao nhiêu cây, có phải là 1 lít xăng chạy gần 60 cây không? Đâu hơn 60 cây, 60 cây 2 lít nó là 120, và nửa lít xăng kia nó 30 cây nữa là 150, tính ra là chỉ có 50 ngàn xăng chạy bao nhiêu đó là 1 lít xăng, nó rơi vào năm mấy 60 cây, 60 cây hơn luôn rồi, thì nó còn là hao không? À, lúc đó bán đấy em biết ta, em từng các bạn chỉ mang ý nghĩ là đổ đầy bình xăng là chắc là 100 ngàn hay là 150 gì vậy, bình xăng của bạn chứ bao nhiêu lít xăng đâu, 3.5 lít 4 lít 4.5 lít là cùng. Rồi đó là cái chuyện xe cũ. Rồi cái chuyện tiếp theo là mình nói về các bạn ở cái vấn đề là xăng. Các bạn nói là hôm sao em đi mấy nay em đi nó hao xăng quá. Các bạn đổ xăng đầu tiên là các bạn đổ xăng đúng cái xăng nó ra, họ đổ có đúng đủ số lượng xăng cho bạn hay không, hay 50 ngàn xăng, nói chung bên trong nó chỉ có 35 ngàn thôi là bọn nha. Các bạn đổ xăng không đủ xăng nè. Rồi xong các bạn nói là em đổ cùng một cái xăng luôn. Rồi ok, tiếp theo thứ hai, cái vạch báo xăng của các bạn á nó không có cố định đâu, mà nói các bạn nghe nè, khi mà các bạn đổ đầy bình, các bạn chạy liên tục trên một đoạn đường dài đến lúc mà nó nhấp nháy á,
thì nó gần cạn, nó gần cạn bình xăng thiệt. Nhưng mà các bạn đã đi trong Sài Gòn, các bạn cứ dừng lâu lâu các bạn tắt khóa, lâu tắt bật khóa thì cái lượt báo xăng của nó, có nghĩa là nhiều khi các bạn đang dựng dựng giống nghiêng nè, bạn bật khóa lên các bạn thấy nó ở vậy đang muốn chớp chớp chớp, nhưng mà các bạn dựng đứng xe lên thì cái lúc đó một bạn chạy một đoạn đó, thì cái xăng nó không chớp nữa, thì lúc đó nó mới cảm nhận được là lượng xăng bao nhiêu cho mình là đủ. Khi các bạn đổ đầy xăng lên, mà nói các bạn nghe để ý điều này nè, đối với những bạn mà chạy cái mà kim nè, các bạn cho tụt xuống vừa tới ngay cái miếng vạch đỏ, các bạn đổ đầy đầy bình xăng đây, cái chỗ ở đầy bình nè, khi mà nó đầy bình mà nó, các bạn nghe, các bạn đổ là 40.000 thôi nó cũng báo đầy bình nữa, các bạn đổ đổ 50.000 nó cũng báo đầy bình luôn, tại vì cái khúc cuối khúc cái mà lên trên đỉnh đầu nó cái khúc mà đầy bình đó, nếu bạn các bạn đổ 50.000 thì nó sẽ đi lâu lâu tụt hơn, còn các bạn đổ 40.000 thì nó sẽ mau tụt hơn. Đó là cách nhìn đồng hồ nha. Còn đối với những bạn mà xăng cơ, alo, xin lỗi anh em, các bạn mà đi xăng mà bình đồng hồ điện tử á, mấy cái cục mà chớp 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 á, nó còn đôi khi các bạn bị lừa đó. Nếu như các bạn thử để ý đi, bật khóa lên nó báo con cục xăng, các bạn chạy đoạn nó lên 2 cục. Và vậy khi các bạn đổ xăng á, các bạn đi vô đổ nó, anh ơi, đổ em 50 hoặc là đổ em đầy bình, mà đầy bình nó bao nhiêu tiền, 50-60 ngàn là cùng thôi. Giờ khi những bạn nào ít, các bạn nào đi cạn lắm, khi các bạn đi cạn bình thì các bạn đổ 70 ngàn, các bạn đổ đầy bình xăng thì lên mắc kim luôn, các bạn chạy một đoạn dài lâu lâu nó mới xuống được 1 cục 2 cục 3 cục. Mà các bạn biết là trong khi mà nó xuống 3 cục đó, nó mới vừa xuống 1 cục thì nó ví dụ như nó còn 2 cục đây, nó nằm đây, các bạn chạy thêm 10 cây số nữa nó cũng vẫn còn ở 1 cục này, các bạn chạy thêm 10 cây số nó vẫn còn ở 2 cục bình thường. Còn các bạn đổ xăng vô thì nó sẽ đầy xăng vô, nhưng mà khi mà các bạn đi nó đang ở 2 cục, nó mới mới vừa chớp, các bạn vô các bạn đổ đổ đầy bình xăng, hồi nãy là đổ 60 ngàn, bây giờ đổ chỉ có 50 ngàn thôi thì nó đã đầy bình xăng. Bởi vậy á, nhiều khi nhiều các bạn cứ nhìn đồng hồ, các bạn nói em đổ đầy bình em chạy đến lúc nó chớp 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 là bao nhiêu lít xăng, nó chớp là các bạn là lúc bạn chạy liên tục hay là bạn chạy mấy ngày trời để nó mới chớp thì nó lại khác nữa. Nên cái vấn đề hao xăng đây nè, làm ơn những bạn đi xe tay ga nhé, đi tay ga nói chung và đi xe số nó riêng đi đó, khi mà cái xe các bạn mà đi nó hao hay không là do chính ở ở các bạn nè, điều kiện của các bạn nè, rồi các bạn phải biết được mở cái bugi ra thấy nó đỏ hay nó đen hay là nó trắng. Nó đen là nó dư xăng, nó đỏ là nó đủ xăng nó tốt, còn nó trắng là nó bị thiếu xăng đó. Đó là những trường hợp gọi là khi mà mở ra thấy nó đỏ mà xe bạn không có hao, do điều kiện của các bạn đi điều kiện này, một bạn ở Sài Gòn quận 10 quận 7, một bạn ở Sài Gòn ở quận Củ Chi, thì hai ông này ngồi so sánh với nhau, tao xăng xe tao chạy 1 lít xăng 60 cây mà chạy lít xăng gì có 40, hao hay không là ở cách mình. Cái xe mà nó không rung không gần chạy bốc êm mượt là nó đã mừng rồi. Các bạn cứ đòi lít xăng phải chạy 60-70 cây, 70-80 cây, phải múc mua xe điện để cho khỏi tốn xăng đó. Nên là khi mà các bạn nên nhớ, nhiều bạn nói là cái xe em á còn bốc lắm mà sao nó hao xăng lắm, chạy bốc lắm. Ừ, qua mượn xe chạy thử á, nhích nhẹ ga lăn bánh bốc thiệt các bạn, nhích nhẹ ga xe lăn liền, kéo ga lên cái xe nó nha, nó hì hì lên từ từ lên không nổi vậy đó. Vậy sao gọi là bốc xe, xe tay ga nói gì xe số luôn á. Nhiều mấy chị em phụ nữ nói ủa xe anh chạy bốc lắm mà sao hao xăng đó, mà lên xe dặn số 1 dặn như số 4 kéo ra nó hụ không, tại các bạn dặn nhẹ thì nó đi rồi, nhưng mà kéo ra lớn là xíu đó, nó hụ nồi không, nó trượt nồi không à. Đây có mấy anh không chạy chạy chiếc que ớt rồi đó, em ơi sao xe anh hao xăng, anh thay bugi rồi thay lọc gió rồi thay vệ sinh bình xăng con rồi mà sao nó còn hao xăng quá trời chạy hao, hỏi nồi máy móc rồi của anh sao ngon lắm chạy tốt, lên xe lên nồi dặn thử hụ không đi không nổi vậy. Trời ơi anh nên làm nồi lên giùm tôi đi đó. Bởi vì cái câu chuyện hao xăng này nè là chỉ dành cho những bạn mới mua xe thôi, mới mua nè, cái những người mà ta đi đi lâu năm ít có ai mà hỏi vấn đề lắm. Thì có một số bạn là chỉ lên chạy không quan tâm vấn đề gì, về hao xăng hết thì đổ, giống như mình là thợ nên mình chạy xe thì chẳng bao giờ mình nhìn tới cái chuyện mà nó hao bao nhiêu lít cây. Có mấy bạn lâu lâu quá, mấy bạn lên đây mấy bạn mượn xe mình nè, mấy bạn chạy mấy bạn mới thấy là các bạn mình đổ đổ xe á, sửa đây nè, bạn lấy xe mình bạn đi công chuyện á, bạn chạy mới nói ủa sao xe anh nó chạy hoài không thấy tụt kim xăng vậy.
Mặc dù là mình xe mình đó là nó phải nó đâu độ đâu, mình có độ là số trụ căng lên là số ba càng nặng lên, rồi bỏ bi tam giác vô dặn thôi. Đó, đi cực kỳ là ít hao xăng, đó là cái chuyện mà mình không tính đâu. Mà lên mình dặn mình nạp nó vèo 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 chứ không phải như các bạn mà lên nhích nhẹ nhẹ đâu. Nó là sự là mình rất là đau đầu, thì đau đầu là sao? Là các bạn mang xe qua các bạn kêu mình chỉ nó hao xăng đi. Anh ơi làm cho em bớt ăn xăng lại cho nó tiết kiệm xăng hơn. Vậy thì vậy tôi hỏi mà các bạn một câu thôi. Bây giờ xe bạn đang mạnh như thế này, tôi làm cho nó yếu lại xíu bằng chịu không? Không, anh sao được anh? Trời ơi. Thì đúng rồi. Giống như một con Novo 4 á. Các bạn đang dặn nó rất là mạnh. Đéo em luôn. Anh giờ em muốn làm tiết kiệm xăng. Ừ, làm van, làm cái van chữ T vô hay là lắp bộ tiết kiệm xăng, thêm cấp gió thêm rồi hạ vét một chút. Ra dặn. Ì ạch đi không nổi, anh sao giờ nó yếu rồi. Thì bạn muốn tiết kiệm xăng thì tôi bóp bét xăng lại thì nó phun xăng ít thì nó sẽ ít hao xăng hơn. Không chịu. Xe Novo á thì Novo 4 á, thì có chiếc là được là đường Sài Gòn được 30 35 cây, có chiếc đường Trường được 40 bốn mấy cây. Đó nghe, còn khi nào mà xe bạn mà nó hao bất thường là do điều kiện là cái nồi đó nó yếu nó ì quá, rồi lọc gió nó dơ, bugi nó mòn rồi hả, rồi bình xăng con nó quá dơ thì đó nó sẽ hao xăng. Là đúng, là các bạn nên xử lý cái đó lại. Còn cái gì cũng làm hết trơn rồi mà các bạn lại cảm thấy em cảm thấy nó hao xăng, em cảm thấy hao xăng. Làm ơn đừng có cảm giùm tôi nữa. Thiệt chóng mặt luôn, nghe từ cảm 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 mà mở ra thì xe bugi đỏ hỏn, xăng lửa gì cũng tốt hết. Mà làm cho nó ít ít ăn xăng lại thì bảo sao xe yếu. Nên thôi cố gắng lắm luôn, chia sẻ cho anh em đi xe làm ơn hiểu giùm mình một chút xíu đó. Cái sự là nhiều khi các bạn nói là sao sao mang qua anh không chị đó, cho tôi dành thời gian để tôi trị bệnh cho những con xe khác nè. Đây rất là nhiều con xe bệnh, nó đúng là sự là bệnh đó. Còn cái xe của bạn á, đi ngon không rung giật không gần bốc mà đầu tiết kiệm xăng mà yếu hơn thì không chịu, cứ muốn là nó ít ăn xăng thôi, chứ còn cái không có cho nó được phép là hao xăng thì không được nhé. Mua xe điện mà chạy thôi các bạn nha. Thật sự luôn, đó là chia sẻ đó với anh em luôn. Thì tại vì mình các bạn có nhắn tin mình, các bạn hỏi rất là nhiều điện thoại luôn, rồi mang xe qua tới đây cuối cùng mang xe tôi xem mà tôi nói về đi, cái này tôi không làm tôi tiết kiệm xăng được bạn ơi. Chứ cái gì bạn cũng muốn vậy mà bà mà cái gì cũng muốn mà không mất đó, chứ các bạn muốn là các bạn phải có mất, chứ còn mà các bạn cái gì cũng đầu cái đầu vô cứ muốn là hả, chạy nhanh chạy khỏe chạy mạnh mà phải thiệt là tiết kiệm xăng. Thì ở Việt Nam mình giờ nói các bạn luôn, bây giờ xe nó ra mình lên 1 lít xăng chạy 80 cây lít, các bạn cũng nói là nó cũng chưa tiết kiệm nữa. Lít xăng có 20 ngàn, 20 ngàn chạy mà bạn chạy 1 lít xăng ấy là chạy được tới 40 50 cây số đó, 40 50 cây mà các bạn chạy chậm. Còn cái ông có nội xe nó mạnh hơn thì nó chạy nhanh hơn xíu thì nó ăn hơn xíu nữa, nó đơn giản là vậy thôi. Nên tóm tắt lại cho các bạn, chốt lại muốn biết xe mình hao xăng hay không, tháo bugi của bạn ra coi. Là cái bugi này là các bạn mà mua mua bugi mới là các bạn phải chạy cho tầm khoảng 500 cây đến 1.000 cây nha, thì để chứ không phải là cứ mua bugi mới gắn vô chạy có ngày rồi tháo ra coi nha. Chạy cho nó 500 cây đến 1.000 cây rồi tháo bugi ra coi, nó đỏ bugi là nó không hao xăng, nó đen bugi là nó bị dư xăng, và nó trắng bệt con bugi là nó bị thiếu xăng. Thiếu xăng là có thể là do kiểu phun yếu thì lửa yếu, còn mà dư xăng thì có thể là do đen bugi nó bị đen bugi thì nó đen quá, thì có thể là cũng do là bugi nó tích lửa không đủ, hoặc là cái xăng phun nhiều quá thiếu gió, nó rất là nhiều nguyên nhân. Nên là chốt lại cho các bạn để biết được rằng hao xăng hay không là do cách kiểm tra bugi, nhìn thấy để biết được đó là các bạn phải tự kiểm tra nha. Thấy nó bất thường thì đi kiểm tra, còn mở ra thấy nó ok rồi thì thôi đó. Chứ các bạn nhiều khi các bạn nói là em làm em vệ sinh xong rồi mà em thấy nó giờ cũng y chang như cũ là không đúng. Vệ sinh sạch sẽ là để cho xe các bạn chạy ngọt mượt ra hơn, dặn là có, chứ không phải vệ sinh xong là nó sẽ chắc chắn là phải tiết kiệm xăng liền. Nhiều khi nó cũng y chang như cũ thôi nhưng mà nó dặn nó mượt nó ngon hơn. Rồi video mình hôm nay thì mình kết thúc ở đây nha, mong là anh em xem tiếp tục ủng hộ mình, mà nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Thì mình sẽ nói chung là cuộc sống mình gọi là mình sẽ cho đi hết những cái gì mà những kiến thức cái người thợ mình có để cho các bạn đi xe hiểu nha. Rồi chào tạm biệt anh em.